Em Thức Hoài lại xin chào tất cả các anh chị đây. Hôm nay Thức Hoài lại có một cái dòng sản phẩm dép da cực đẹp, cực sang, cực tốt để giới thiệu cho tất cả các anh chị. Và cũng không quên chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Mời tất cả các anh chị theo dõi kênh của Thức Hoài. Nhớ là vào kênh YouTube Rượu Thức Hoài để bấm vào chỗ đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày nha. Đây là một đôi dép da. Hoặc là các anh chị vào trang Phây Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thức. Đấy, để theo dõi kênh nhá. Đây là dép da nhá, dép da chuẩn 100% da thật nhá. Đây là miếng da thật đã được bảo hành và bật mép được bảo hành. Gãy đế được bảo hành. Ba yếu tố quan trọng nhất Thức Hoài đã bảo hành trong vòng 1 tháng. Các anh chị nào mà mua sản phẩm bên Thức Hoài bị tình trạng đó thì các anh chị sẽ được đổi lại một sản phẩm mới và chất lượng giá đúng y chang như Thức Hoài đã cam kết. Các anh chị nhớ là nhé, mua sản phẩm bên Thức Hoài là có nhãn hiệu, logo độc quyền và có số điện thoại có thể gọi được nhá. Không như những bên bán hàng khác là chỉ có shipper mới gọi được thôi. Nhưng Thức Hoài là gọi được. Các anh chị lưu ý là số điện thoại của Thức Hoài là 0983 681 256 và 084 6868 636. Hai số này có thể gọi được 24/24 nha các anh chị nha. Các anh chị lưu ý là nếu như các anh chị muốn thích sản phẩm này thì các anh chị chụp màn hình. Hoặc là nếu có điều kiện biết chụp nhiều thì chụp được càng nhiều càng tốt. Thì để em sẽ báo giá cho từng sản phẩm và em sẽ tư vấn cho từng đôi một. Đấy, các anh chị nhớ như thế. Hoặc là các anh chị như vào trang như thế là Nguyễn Thức theo dõi kênh. Và Nguyễn Văn Thức theo dõi kênh, chúng em sẽ đăng lên hàng ngày. Đấy, thì chất lượng thì ở đây thì em nói thật là tại sao em dám cam kết cái sản phẩm nó lại như thế, như đinh đóng cột như thế. Là vì này, Thức Hoài là con nhà gia truyền trong ngành giày dép ba đời rồi. Đời ông nội Thức Hoài và đời bố Thức Hoài, đến đời Thức Hoài là đời thứ ba. Và Thức Hoài cũng làm được năm nay là 29-28 năm rồi. Đấy, cho nên là tất cả các sản phẩm là Thức Hoài đầy đủ các kinh nghiệm và đầy đủ các kỹ thuật để giới thiệu cho tất cả các anh chị. Các anh chị nhớ nhá, cái đế này nó không phải là đế thường nhá, nó là đế kép. Các anh chị đừng nhầm từ đế kép sang đế nhựa tiền phong nhá. Đấy, cho nên là cũng là đôi dép, nhưng đôi dép đế nhựa tiền phong ấy nó cứng, nó trơ mà các anh chị đi như thế là nó nảy tiếng kêu cộp 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 và nó sẽ không bám đường. Đấy là một cái yếu tố Thức Hoài giới thiệu cho tất cả các anh chị. Lưu ý, hàng kép nó nhẵn như thế này. Đấy, tất cả những cái ma sát không có một cái gì là sầm sùi à, mà nó mềm. Đấy nhá, các anh chị bấm này. Đấy, bấm đây, nó mềm, nó nhũn này. Đấy, nó nhũn, nó mềm lắm. Đấy, đi nó không có phát tiếng động mà nó bám đường lắm nhá. Đấy, cho nên là các anh chị lưu ý, đã đến với Thức Hoài cam kết là chuẩn chỉ 100%. Nhưng các anh chị lưu ý là nhớ là phải số điện thoại của Thức Hoài chỉ có hai loại đấy nhá, hai số nhá, 0983 681 256 và 084 6868 636. Đừng để số lạ khác gọi đến để tư vấn cho tất cả các anh chị nhá. Lưu ý, những kẻ lợi dụng thương hiệu, những kẻ lợi dụng bằng tình cảm là cứ hay đi sau Thức Hoài để làm những điều đó. Cho nên là tất cả các anh chị lưu ý, đã mua thì Thức Hoài sẽ cam kết chuẩn chỉ và nhớ là phải gọi cho Thức Hoài để Thức Hoài mới tư vấn nó mới chuẩn. Chứ còn gặp những người khác thì đừng có nghe, bởi vì nói thật sự này, Thức Hoài chỉ có hai cái số đó là số chuẩn để cho tất cả các anh chị liên hệ với Thức Hoài nhá. Rồi thì hôm nay Thức Hoài xin chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhớ phải bấm vào chỗ đăng ký kênh thì Thức Hoài mới nổi bài hàng ngày nhá. Rồi xin chào, chúc tất cả các anh chị mạnh khỏe.